sáng vui vẻ. Hôm nay mình vào bếp mình xào, mình làm cái món mực mực xào, mực tươi luôn nè. Nó có con lớn, nó có con gì à, con gì mình để nguyên con. Mực mình xào với dưa leo khóm này, nó gọt sẵn đẹp không, cà chua, rau cần, hành. Còn này mình nấu canh. Rồi này thì mà bắp á, mình thấy bắp ngon quá, bắp Mỹ á, ngon quá nè, ngon điều hoạn, ngon quá trời nè. Mình mua về mình nấu cái sữa bắp đó, nấu sữa bắp uống cho nó mát. Hôm nay để lá dứa vô nè, rồi này là đường phèn. Rồi các bạn xem cho vui nha. Bây giờ mình bắt đầu mình làm mà dưa leo trước. Dưa leo làm dưa leo cắt bỏ khúc vị đi, tại khúc đầu nó thường nó đắng á. Nè mình cắt bỏ như nè, nè không? Cho đừng khỏi đắng, mình xào lên đừng có tiết kiệm, dưa leo không có nhiều nè, khúc vị đi bảo đảm an toàn luôn, không đắng chứ khỏi mất công mà thấy mà người chà vậy nè, diện chi vậy, tiết kiệm khúc vậy. Rồi mình đào ba sọc. Rồi cái này nhiều 4 sọc. Thì dưới đây cũng có cát, hồi nãy mua mình thấy cát nhiều lắm nè, cát không. Này mình rửa sơ thôi nè, gọt chưa kỹ nè, ăn luôn có làm nó có miệng là ngứa chết nè, nè nó đó nè, hủ nè, thấy không nè, mấy cái này các bạn đừng coi dính nè, ngứa chết luôn á. Một cái vậy là 10.000 đó. Rồi mình rửa cần xào mực với khóm nè, không có cái này là không được, cái mùi của nó bán cái mùi thơm nó. Rồi bây giờ mình rửa cần ha, rửa cần ngon quá cần. Trưa nay mình quay một chút nữa mình nấu ăn xong đồ ăn mặn á, mình quay nấu sữa bắp cho các bạn coi ha. Sữa bắp, món này là món ruột của chồng mình, món sữa bắp. Bắp uống thì nó hơi no. Bụng bự quá mình bỏ hột bớt, bụng bự quá nhỏ nhỏ mình lấy được. Ngon chồng luôn dưa leo.
tự tài quá. Nó cắt khốn thì mình bỏ cái này đi, cùng này nó cứng. Hư rồi. Hư bỏ vô đây cũng đủ rồi. Tại có khốm mà có cà cho nó. Rồi bắt đầu mình rửa mực. Mực nhỏ thì ngon nè. Móc ở trong bụng nó, bụng nó đen đó. Để sỏi bằm luôn. Mình để mực vô mình xào sơn cái rồi mình lấy ra liền, chứ mình không có để xào chung với mấy cái này được. Mà chút mình thảy vô sao. Bây giờ mình để cái này chút để mình xào mực thôi. Mực xào lâu không có được, nó teo. Để mình xíu bột ngọt để bữa nay tạt ngọt. Để xíu đường. Không có sợi muối. Mình đem ra chút nữa mình để vô chung cái gạo. Nó mình dễ sơ đó, mình cái sơ cái là chứ mình không có cho nó chút, tại mình để vô bên kia đó. Đó, vậy đó, nó không có teo ha, dùng trụ ha. Đó, đổ vô. Rồi là thử á, dạ thử á, thấy không? Mình để cái này vô hết luôn, cà để sau. Chẳng có một đoạn trứng này. Khốn nhiều quá thành ra mình xài có một trái. Không có xài hai trái. Để miếng nước vô cho mình đẩy lại cho nó ra. 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 Cho nó mềm.
cái này còn mềm, mình cái này mình miếng đường vô, phải cần vô, cần với cà luôn. Cà được con trái, hương con trái mềm lên nè, mình phải lấy cái nước này. Tại mình cào mình ăn tới chiều á, thành ra mình lấy cái nước. Rồi giờ mình xắt hành để vô. Càng nhiều càng ngon. Thơm. Làm lại lần nữa đi. Nó nguội. Nó nguội.